Nha, chào mừng cả nhà đã quay lại kênh của gia đình Ngân nha. Và bây giờ hôm nay Ngân dẫn con đi leo núi tiếp thì và hôm nay gia đình mình sẽ đi qua cái khu Ot Canyon Trail luôn nha mọi người. Khu này thuộc Mission Trail luôn. Diego có nhiều cảnh leo núi đẹp lắm nên ai mà có con thì nên dẫn con đi ra như thế này nha mọi người, vì các cháu đi để khám phá thiên nhiên luôn nên... Ok, Ada mang theo baby nữa đó. Cái con đường rất là dễ thương mọi người, rất là mát để cho các con đi bộ. Mình đang ở trên cái dãy núi rồi nè mọi người. Thấy hai bên rất là... Đây là cái khu vực mình sẽ đi đây. Đó, đúng rồi, nó sẽ có mấy con sư tử nè. Mấy con đó. Con khu đại bàng, con chim. À, con muốn đâu muốn là những cái loại hoa ở cái khu vực này. Con muốn đi cắm trại hả? Next time, ok. Ok, let's go. Đó là cái bản đồ. Nó làm mình ngứa thì nha mọi người, nên mọi người đi coi cẩn thận, đừng có để cho nó dính vào người thì nó rất là ngứa. Thì rất là đẹp, hai bên đường là hoa hết. Mà hôm nay sắp vào hè rồi nên cây cỏi hoa tươi là bị khô hết. Tại vì ở Cali thường là ít mưa nên nó bị khô hết đó mọi người. Ok, đó là bây giờ gia đình mình sẽ lên trên đó để khám phá tuốt trên kia. Chỗ chồng mình đứng đó mọi người. Sẽ đi lên cái khu vực của chồng mình đứng đi tuốt lên dưới nữa. Mình thấy cái đường mà chồng mình đang đi thì họ có thể xảy ngựa rồi qua hướng bên này nha. Hướng bên tay phải đó là họ có thể xảy ngựa lên tuốt trên kia luôn. Đó mọi người thấy có một cái nhóm người họ đi ở bên kia không? Cái nhóm người đó họ đang đi bên đó là có cái lối đi bên đó luôn, tùy theo ai muốn đi hướng nào thì đi hướng đó. Rất là mát, trời nắng như thế này nhưng mà rất là mát cho mọi người, không có nắng đó. Và nắng có gió nên rất là thoải mái để đi leo núi, không có đổ mồ hôi. Noah leo lên tới đỉnh núi. Noah nói giờ Noah nhớ bạn. Noah muốn đi gặp bạn của Noah. Tomorrow, ngày mai con đi học rồi. Đó, cái góc này ngồi nhìn lên trên kia, cảnh nó rất là đẹp. Đó, lên đây ngồi ngắm xuống. Tuyệt vời, cảnh đẹp không Noah? Noah nói đẹp coi. Đó, mọi người thấy không, rất là bình yên. Leo lên tới trên đây rồi, cái gió nó mát, thiệt là mát. Rất là thoải mái tinh thần. Đi đi. Ok, go, con đi đi. Ok, đi, lẹ lên, chạy theo đây đi. Thấy ở bên kia nó có cái chỗ đó, nó là cái đường khác để đi vô. Hôm nay gia đình mình muốn qua cái đường đó nhưng mà họ không có lối vô nên buộc lòng mình phải đi lên trên đỉnh này để nhìn xuống. Hôm nay mình sẽ đi góc đó. Quay cho mọi người coi là mình đang ở trên cao, mình quay xuống dưới. Ok, ngày mai, ngày lần sau mình đi câu cá trên bên đó. Ý là quá chỗ. Họ có
cái ghế như thế này nè, để mình ngồi trên này mình ngắm cảnh ở dưới mọi người cực kỳ đẹp luôn. Leo lên tới đây rồi mọi người sẽ cảm thấy rất là thoải mái, những cái bực dọc khó khăn của cuộc sống hàng ngày đều có thể xua tan hết. Chi gì đó, đây là phải mặc em à, đi xuống bậc thang như thế này à, trẻ con rất là thích. Đối với các em là một cái gọi là một cái trải nghiệm đặc biệt, nên kén dẫn các con đi ra ngoài nha mọi người. Ở đây là một cái nơi để cho con mình khám phá và chơi, để dọc nước và bóc những cái quả đá này, thì đối với tụi nhỏ là một cái điều lạ, mới lạ. Hay, không có dục. Để xuống, đông trồ. Qua đi dài xe. Chua. Đi, lên. Mọi người thấy Ada tự đi không? Tự đi lên cái bậc thang đó, nếu không đi được thì em bò. Em tìm mọi cách để đi được thôi, nên hãy để cho con mình nó tự trải nghiệm, không đừng có lo. Cháu cần sự giúp đỡ là Ada sẽ gọi Daddy Mommy giúp. Chứ nếu như mà em làm được thì em sẽ làm, nên nếu mà em làm được thì cứ để cho em làm nha mọi người. Chừng nào họ nhờ giả mình sẽ giúp đỡ. Cái lối hẻm nhỏ này rất là dễ thương. Đi. Đi con. Yeah. Con nhìn đường đi kìa Noah. Tập trung mà nhìn đường đi. Không có chạy. Nghe chưa? Không có chạy. Đá không á, dễ té lắm nghe chưa? Đi từ từ thôi. Thấy chưa? Đi từ từ thôi. Đó. Cái lối đi gì nè. Đá trên đó. Đá nâu đẹp ghê luôn á. Nhìn dữ đẹp luôn. Cái gì? Khu gì mà khu lạnh gì mà lạnh. Có lạnh đâu. Đó. Mấy cái núi này, mấy cái đá này rất là đẹp. Cháu có thể trèo lên trèo xuống, giảm bớt năng lượng mọi người. Nàng kia lúc nào cũng ôm baby, nên là ẵm baby, ẵm em bé theo chơi. Nô qua nói nô qua lạnh. Đó, thấy đẹp không mọi người? Thấy không, cái cảnh trời lồng lộng đẹp không mọi người? Cực kỳ đẹp luôn. Đó, con muốn làm gì thì con làm à, khi mà bước ra ngồi như thế này thì con mình nó sẽ có những cái trong đầu óc của tuổi trẻ mà, tuổi thơ mà, nó có những cái ý tưởng khác nhau, nó có những cái suy nghĩ bay bổng trong đầu, cứ để cho nó tự nhiên khám phá và phát triển, tốt cho nó thôi, tốt cho các con. Bây giờ mình sẽ cho con đi bộ qua cây cầu, rất là cây cầu đằng kia, để đi tiếp tục qua cây cầu đó. Đi con. Cây cầu đi qua. Ở bên dưới là có nước suối chảy lóc tách. Suối chảy róc rách nè mọi người. Dễ sợ luôn, nghe cái tiếng nước suối chảy rất là relax, rất là thoải mái tinh thần. Đây là cái suối nó nằm, hồi nãy Ngân quay từ ở phía trên xuống á, thì bây giờ Ngân đi xuống dưới này luôn. Rất là đẹp nha mọi người. Người ta có thể câu cá và họ có thể chơi ở dưới này nữa. Đó, cái suối rất là đẹp, rất là đông người ở đây. Thì hồi nãy Ngân đang đứng ở trên nhìn xuống dưới đây, thì bây giờ giờ Ngân đi xuống dưới này. Hôm nay Ngân dẫn con đi leo núi ở cái khu Mission Trail, nhưng là nó chỗ này là gọi là Odd Trail, thì nó cũng gần nhà của Ngân luôn, lái xe khoảng 10 phút. Đối với gia đình mình là leo núi rất là quan trọng, hoặc là dẫn con đi dạo bộ để mà đi, hoặc là cái hoạt động gì ngoài trời đều rất là tốt cho các con, nên anh chị cô bác ở nhà có thời gian thì dẫn các cháu đi chơi nha mọi người. Nếu mọi người thích kênh của gia đình thì nhớ bấm nút đăng ký chuông. Ba mẹ con mình chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong cái video lần sau. Bye bye. Bye bye.